mến, những năm trở lại đây, tình hình rác thải nhựa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người cũng như đời sống của các sinh vật dưới biển và trên cạn. Đó cũng là một phần và lý do ngày hôm nay đội Lời Mô ở đây để giới thiệu đến một dự án mang tên PlastiShare. PlastiShare sẽ tạo ra một hệ thống sinh thái thu gom nhựa đủ mạnh mẽ để nâng cao tỷ lệ tái chế cũng như là tránh phát thải bao bì nhựa ra ngoài môi trường. PlastiShare tin rằng mình chính là một giải pháp những doanh nghiệp cho Liên minh Bao bì Tái chế Việt Nam, hay còn gọi POE Việt Nam, những nơi đang loay hoay trong việc tìm ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ tái chế, giảm phát thải bao bì ra ngoài môi trường. Dự án PlastiShare có 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất chính là tạo động lực cho người dân có thể nâng cao ý thức về việc phân loại rác đầu nguồn. Thứ hai đó chính là tận dụng nguồn nhựa nội địa để phục vụ cho ngành công nghiệp tái chế. Thứ ba chính là nâng cao tỷ lệ, nâng cao chất lượng của môi trường. Dự án PlastiShare chủ yếu sẽ gồm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó chính là tập trung và phát triển ứng dụng PlastiShare và thùng rác PlastiShare. Và sau đó sẽ là thí điểm tại các trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh. Về ứng dụng của PlastiShare, đây sẽ là một hình thức để giúp người dân hiểu rõ hơn về những giá trị nhựa cũng như là cách tái chế và cách phân loại nhựa một cách tốt nhất. Thứ hai là thùng rác PlastiShare. Thùng rác PlastiShare sẽ có kích cấu sẽ có kích thước khá giống như một chiếc tủ lạnh và sẽ có phần kích thước là sẽ có một nơi bỏ rác bên cạnh màn hình LCD. Tiếp theo là một thùng để được rác không đạt yêu cầu, và tại đường rác không đạt yêu cầu này, người dân có thể thấy lấy những chai nhựa đó ra có thể rửa hoặc là đổ hết nước để có thể chai đạt yêu cầu hơn và bỏ lại vào thùng rác. Tiếp theo là phía bên trong của thùng rác. Phía bên trong của thùng rác sẽ có hai phần, đó chính là phần cửa nhật và cửa loại, và một camera Raspberry hồng ngoại 360 độ để nhận diện được chai 500ml, 350ml hay 1,5 lít. Tiếp đó chính là một cảm biến cân nặng để đong đếm được rằng chai này có chứa bất kỳ vật lạ nào hay không, cũng như là có bất kỳ nước hay vật dụng gì trong chai hay không. Trong đó sẽ có một phần cứng mang tên là Raspberry Pi, có RAM là 2GB, nhằm mục đích sẽ phân tích những dữ liệu hình ảnh cũng như dữ liệu từ cảm biến cân nặng, và sau đó là hiển thị lên trên màn hình LCD rằng chai nước đó có đạt yêu cầu hay không hoặc không đạt yêu cầu để có thể bỏ xuống cửa loại. Tiếp theo nữa đó chính là thí điểm tại các trường đại học. Tại các trường đại học thì PlastiShare dự tính sẽ chỉ thu 3 loại vật thẩm phẩm trước, đó chính là vật phẩm thứ nhất chính là những ly trà sữa, thứ hai là những chai nước có dung tích 300, 500, 1,5 lít, và thứ ba đó chính là những lon như là lon Coca. Và vào giai đoạn thứ hai này sẽ mở rộng nâng cấp dự án PlastiShare lên bên cạnh sử dụng những sensor về cân nặng, và tiếp theo là sử dụng TMA solutions. Thì giai đoạn hai này PlastiShare sẽ là một TMA Solution sẽ là một potential partner với PlastiShare, tức là PlastiShare sẽ sử dụng hoàn toàn server của TMA Solution. Tiếp theo đó là sẽ bỏ nhiều loại vật phẩm hơn, bên cạnh những vật phẩm đã được nêu ở trên sẽ là sẽ thu thêm giấy, thêm những hộp xốp. Và bên cạnh về doanh thu của PlastiShare chủ yếu sẽ thu từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất là bán nhựa. Thông qua những khảo sát thì qua các những khu vực và những địa điểm khác nhau thì giá nhựa sẽ có những mức thay đổi nhất định. Ở nhà máy thì người ta sẽ thường thu ở 10 đến 25 ngàn. Dự định của PlastiShare sẽ là thu ở 12 ngàn đồng một ký. PlastiShare hiểu được rằng đây là một con số khá là thấp, và PlastiShare sẽ có những thay đổi chính xác nhất sau giai đoạn 1, tức là giai đoạn thí điểm. Tiếp theo đó chính là thu từ nguồn quảng cáo. Một quảng cáo PlastiShare sẽ lấy 700 ngàn Việt Nam đồng trên một máy một tuần. Tổng doanh thu của một năm sẽ là 35 triệu Việt Nam đồng. Lý do cho con số 700 ngàn một máy một tuần như thế này, bởi vì PlastiShare hiểu được rằng đây là một hình thức quảng cáo khá mới, và vì quảng cáo này sẽ trên một cái thùng rác và sẽ có nhiều doanh nghiệp họ sẽ phải cân đo đong đếm khi mà chọn PlastiShare là một địa điểm để marketing cũng như là quảng bá những sản phẩm dịch vụ của họ. Tiếp theo chính là về chi tiêu. Chi tiêu của PlastiShare sẽ chủ yếu tập trung vào việc làm thùng máy ở thời gian đầu, vào những thời gian thí điểm. Thì một máy sẽ cost khoảng 23 triệu Việt Nam đồng, tuy nhiên thì chưa tính phí công nghệ, tức là phí công nghệ đến từ TMA Solution. Lý do của việc
lý do Lady Share chưa thể tính được phí công nghệ này bởi vì thời gian khá là eo hẹp và Lady Share vẫn chưa có thể có được một cái contact rõ ràng với lại TMA. Tuy nhiên thì Lady Share có một cầu nối giữa TMA với TMA, đó là tập đoàn KPMG. Tiếp theo nữa là sau đây là một bảng chi tiêu rõ ràng hơn về những tổng thu và tổng chi một năm và trong 3 năm đầu của Lady Share. Tổng lợi nhuận ban đầu của Lady Share sẽ đạt khoảng 174 triệu 600 nghìn Việt Nam đồng. Đây là con số không quá nhiều, nhưng đây là con số cho thấy rằng đây là một dự án có khả năng và là một dự án xứng đáng để được mọi người đầu tư cũng như là phát triển trong tương lai. Lady Share hiểu được rằng mình vẫn chưa có thực sự có một prototype thực tại trên thị trường, nhưng khi dự án này được scale up lên thì lợi nhuận này sẽ tăng hơn rất nhiều bởi vì TMA Solution là sell one off, tức là chỉ trả một lần mà không trả những phí sau, mà chỉ cần trả những phí hàng năm như là phí bảo trì, phí logistics, phí nhân sự. Lady Share sẽ mong muốn rằng đây sẽ không phải là một trào lưu. Lady Share mong muốn sẽ trở thành một người bạn, là một điều gì đó sẽ ăn sâu vào tâm trí của con người. Lady Share không mong muốn mình dựa vào sau phút thể hiện của đội Lemo đã hết và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với 7 phút Q&A cùng ban giám khảo. Là về sản phẩm thì đã có sản phẩm tương tự hay chưa? Thứ hai nữa là điều gì khiến bạn nghĩ rằng là sẵn sàng trả tiền thuê máy để mà thu nhận là sản phẩm điện chạy không? Em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì về câu hỏi thứ nhất, em xin trả lời là hiện tại trên Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có một sản phẩm tương tự như Lady Share, tức là mình vẫn chưa có một cái thùng rác ứng dụng công nghệ để có thể phân loại rác. Và cái đặc điểm mà em nghĩ rằng là em trở nên sẽ thu hút những người sử dụng, đó chính là em có thể tạo động lực cho họ phân rác tại nguồn, và thứ hai nữa là em có những cái động lực như là cho họ những voucher và những tích điểm và đổi tiền cho họ mỗi khi họ sử dụng sản phẩm của em. Anh có một câu hỏi cho em là anh nghe em chỉ phải rất là tự tin, nhưng mà anh hiểu rằng là cái tất cả những cái kế hoạch này nó vẫn ở trên giấy đúng không, chưa có triển khai đúng không? Thế thì mọi cái kế hoạch thì trình bày thì có thể nó rất là màu hồng, nhưng mà anh muốn hỏi là thực sự ở trong thâm tâm của team founder thì cái mà bọn em nghĩ là cái challenge lớn nhất của bọn em để mà triển khai được cái dự án này thì là gì, hay là tất cả mọi sự từ ngoài tiền ra nhá, ví dụ như nếu có đủ vốn đầu tư thì cái mà bọn em nghĩ là cái thách thức lớn nhất là gì? Dạ thưa anh, là thách thức lớn nhất mà em nghĩ Lady Share có đang gặp phải đầu tiên đó chính là về mặt công nghệ, bởi vì hiện tại tụi em vẫn chưa thể gọi là co-op được hoặc là có những cái deal tốt nhất với lại TMA Solutions. Cái thứ hai nữa đó chính là về mặt đội kỹ thuật, bởi vì team tụi em đa số là team tụi em học kinh tế, kinh doanh, và tụi em vẫn đang gọi là regroup một team kỹ thuật để họ có thể build training máy cho tụi em, và thứ hai nữa là về thiết kế tụi em. Thì khoảng bao nhiêu phần trăm là ví dụ sau cái cuộc thi này thì cái dự án này bọn em sẽ chắc chắn triển khai bao nhiêu phần trăm, cho dù kết quả cuộc thi như thế nào thì tự bọn em cái mức độ mà bọn em sẽ chắc chắn triển khai như thế nào? Dạ thưa anh, thì tụi em hiểu được rằng đây là một dự án, tụi em suy nghĩ đây là một dự án khá là đơn giản, có thể nếu sau chương trình này tụi em không được đạt giải cao hoặc tụi em không có được những cái đầu tư đến từ các anh chị thì em vẫn nghĩ là mình sẽ làm một mô hình nhỏ tại trường của em. Có thể là mình sẽ tạo ra một thùng rác khác và mình sẽ ghi là plastic only để mọi người có thể tập dần cái thói quen phân loại rác nhựa, và sau đó là có thể là mình sẽ tích điểm rèn luyện sinh viên cho các bạn mà sử dụng cái phân loại rác ở tại trường. Cười. Biết anh hỏi cái gì không mà cười? Anh là giám khảo duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh ra thì anh thấy có một sự khác biệt đúng không? Hồi ở trong thành phố thì là Microsoft, ra đây thì thành TMA. Thì cái sự khác biệt của hai cái đấy là gì?
Tụi em nhận, em cảm ơn anh. Tụi em nhận thấy được một sai sót của tụi em đó là tụi em đã tìm ra được TMA Solution quá trễ. Bởi vì tụi em nhìn thấy được TMA Solution đang có những chính sách hỗ trợ cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên đang có mong muốn start up. Họ có một cái phòng lab, phòng ươm mầm riêng để cho các sinh viên có thể tới để có nghĩa là phát triển ý tưởng của họ. Bên cạnh đó họ có một đội ngũ để giúp đỡ. Và chi phí hoàn toàn là miễn phí. Chỉ có khi sang giai đoạn 2 khi mà tụi em muốn partner với lại TMA thì mới trở nên cost phí so với Microsoft, thì ngay từ đầu tụi em sẽ phải có nghĩa là em phải trả một khoản phí quá lớn với Microsoft. Và thứ hai là về việc đặt đối tác chiến lược với Microsoft thì một điều quá là xa vời, bởi vì tụi em cảm thấy là dự án của tụi em chưa đủ lớn, cũng như là những cái impact đủ lớn để Microsoft có thể chú ý, cũng như là chọn tụi em trở thành một đối tác chiến lược với họ. Em nói TMA Solution cho em giải pháp miễn phí có nghĩa là sao? Là họ sẽ làm coding miễn phí cho bọn em hay là như thế nào? Dạ thưa anh, về TMA Solution theo được tìm hiểu là họ sẽ hỗ trợ tụi em cùng làm trong giai đoạn đầu tiên. Về còn cái phí mà em nói đó là giống như là nó là TMA Solution bán dịch vụ. Tụi em là người làm kinh tế, tụi em có một cái plan, tuy nhiên tụi em đã không có kiến thức về kỹ thuật. Họ sẽ là những người offer những cái về solution, về kỹ thuật cho tụi em. Và những cái offer đó thì sẽ tính phí trong những thời gian sau. Chị có bình luận đi cuối cùng. Mô hình của em hình như chị có lần chị có gặp ở châu Âu. Và như vậy là chị cũng tin rằng là nó sẽ có khả thi. Trong toàn bộ bài trình bày của em nhấn mạnh nhiều quá đến phần công nghệ thông tin. Chị nghĩ cái challenge của em để cho nó khả thi đấy chính là tìm kênh phân phối. Và đây cũng là một cái bình luận của chị thôi, đấy là nên tìm đến partner, là những người ví dụ như là các cửa hàng, chỗ cửa hàng bán lẻ, ví dụ là các kênh phân phối ở chỗ đấy, thì họ cũng sẽ có nhu cầu để thu hút cùng với các em tham gia awareness, thu hút khách hàng đến các điểm của họ và các em tận dụng các điểm đấy. Còn với phần công nghệ thì chị là dân công nghệ đây, chị có thể khẳng định với các em là có thể làm được, và thậm chí là còn nhiều đối tác công nghệ khác cũng có thể giúp đỡ các em. Còn đối tác tiếp theo em phải tìm đến đấy là đi ra thị trường chuỗi. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn lời nhận xét của chị, và tụi em sẽ cố gắng bổ sung cái partner mà chị nói vào giai đoạn 2, bởi vì đó cũng là một cái giai đoạn mà tụi em muốn mở rộng cái thị trường bên cạnh trường học sang các siêu thị, các chung cư hoặc là các cơ quan mà có thể các anh chị đang làm việc. Chị có một câu hỏi rất là ngắn thôi, là từ góc độ là từ cái người bình thường nghe cái câu chuyện của em, chị không hiểu tại sao mình phải làm cái thủ tác đó phức tạp thế. Rất là chi phí rất là cao, 23 triệu mà đơn giản tại sao mình không làm là một cái thùng phân loại rác có cái chai nhựa mà lại phải làm phức tạp như vậy để làm cái gì? Dạ thưa chị, mình có thể nhìn thấy được một sự thật rõ ràng rằng là ở rất nhiều trường học và các khuôn viên tại ví dụ như Nguyễn Huệ, họ vẫn lắp đặt những cái thùng rác phân loại, nhưng mình phải nhận một sự thật là những thùng rác đó đã không đem lại được hiệu quả lâu dài hoặc là những hiệu quả đủ lớn. Vậy kiểu này đã kết thúc ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo cùng đội chơi Le Mans đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Xin được cảm ơn các bạn. Và tiếp theo ngay sau